Mở đầu chương trình là trò chơi game. Rồi, cái game này là Idol đứng đây cũng chơi được. Bạn của em mới chơi được hả? Bây giờ trò chơi này ha, là trong danh sách này sẽ có 20 cái bức hình, 20 nhân vật của Hải Đại Đình đó. Rồi bây giờ chưa có ghi số thứ tự ha, bây giờ nhờ bạn Loan ghi đại 20 số. Chết rồi trời, có những cái em không nhớ đóng gì luôn á. Có cái chạy ra chạy vô không nhớ gì vậy. Bây giờ mới bắt đầu ghi ha, nên ai cũng không biết gì hết, nên người nào cũng chia nhau. Mà thắng là sẽ có quà. Quà đâu hết rồi? Quà chị để đâu? Hồi nãy cái hai giỏ quà rồi. Ủa, quà đâu? Hai giỏ quà đâu? Nói đó, đúng rồi, đúng rồi. Sao biết luôn hai giỏ? Không, tại thấy hai cái giỏ. Hai giỏ. Hai cái riêng cái phần trò chơi này mình sẽ đón 5 nhân vật nha, là được 5 món quà. Giỏ quà này là Hải chuẩn bị từ hồi tháng trước. Hỏi rất là cô để làm nên những cái quà này. Là quà gì vậy? Ủa giờ kỳ vậy? Cái câu này hơi khó hỏi. Hai cái chưa phải làm rồi. Trời ơi, nãy giờ quay không bay vô đây. Nói chung là quà đó. Nói chung là quà đó. Hai cái trước còn giờ ủa quà gì vậy? Vậy là ai nhân tay rồi vậy? Ai nhân tay đâu nhắn quà. Bây giờ là đầu tiên là mời Hải chọn từ 20 chọn một số bất kỳ. Ở ngoài sân lưng. Mọi người cút luôn đi. Đừng có dơ ra nha. Hả? Là em sẽ dơ cho mọi người coi. Không, là em nhìn thôi mọi chị người. Chị phải nói cái luật trước chứ, chị kêu chơi rồi biết cái gì mà chơi. Rồi bây giờ cái luật nè. Cái luật sao? Rồi cái luật ha là 120, em sẽ rút một cái bất kỳ. Rồi. Đó, bây giờ rút đi rồi nhìn tấm hình đó đi. Không cho mọi người thấy. Chị phải nói là không cho mọi người thấy. Rồi em nhân vật đó em diễn tả. Ở dưới đây mọi người sẽ đón. Người ta sẽ đón em. Đón cái gì? Đón trong cái này. Ai đón chúng được trước thì sẽ được quà. Cái nhân vật đó là vai gì? Là cái vai này á. Là được nói đúng không? Không được nói. Không thì kêu bốn người lên diễn tả cái anh quay lại cho đóng vai gì á. Em nói dữ lắm. Em nhìn lại cái vai này nè. Là cái vai một người con trai. Ủa? Sao đừng nói vậy rồi. Không, em nói cái vai gì kia anh diễn ra cái vai đó. Đi ra chậm. Ủa sao ta? Sao lặng ta? Sao là không hiểu. Không, em hiểu rồi nhưng mà cái vai nào nó cũng nhiêu đó vậy. Có cái đặc biệt của nó. Em không nhớ nhưng mà anh nhớ. Diễm không? Cái dây này nè. Đó, rồi đó đi. Chị ghi trong hình luôn. Chị ghi trong hình luôn. Em đơn. Lại qua lầm đi. Dây gì nè? Dây hình xong qua ai? Ông đánh đại chứ sao? Này ông đánh. Nhìn em đánh đại. À, là có rồi đó. Ra đánh rồi chết. Gợi ý cho mọi người ra đánh rồi chết. Rồi mọi người có đón được cái gì không vậy? Chết liền luôn á. Biết chết liền. Đánh đánh là chết. Đánh ra đánh là chết. Vậy là có cái gì chương ở cấp liên phong. Hay quá, không đúng luôn. Em đánh làm chết. Cái gì vậy? Ai nghe gọi kìa. Bây giờ vậy nè. 5, 4, 3, 2, 1, mình phải gợi ý. Thì gợi ý rồi nè, bây giờ chị gợi ý tiếp. Hay là em rồi gợi ý tiếp đi. Kính thưa quý vị, đây là một trong những vai diễn mà có thể nói là rất là ấn tượng. Khi mà Hải bước ra sân khấu, chỉ một phút 30 giây thôi là hết chương trình. Và quý vị có biết đây là một cái vai diễn gì không? Không. Hải đóng một cái vai tướng trẻ, rất trẻ. Lúc đó chưa biết trang điểm luôn, mặc cái gốm luôn. Bây giờ thì đẹp rồi. Cái vai đó là vai gì? Ai biết. Em diễn vai nào cũng đẹp trơn á. Anh Hồng nói câu quá. Em hôm nay đẹp là hoa. Giờ hả? Nói giờ hả? Cái vai nào? Hot boy. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp nó đi. Bây giờ cái vai này hãy đóng chung cùng với Chi Linh con hề. Thì mình trong đó có vai Tầm Tiểu Hoàng. Lê Hồng Thắm nữa. Thôi bây giờ nghỉ luôn đi. Trời ơi, chơi cái trò chơi mà không đón được rồi làm sao?
xa xưa không cơ. Bán bây giờ đó. Không biết luôn. Sao đây cái đó đi, theo không biết ông nội là biết. Cái dây này nè. Trời, ừ, em cũng biết luôn. Không biết luôn. Không biết. Ờ, lý khách. Ai nhìn bài đó xấu không bây giờ vậy? Thì nó có chưa có chân thì biết chân điểm. Còn bây giờ chị biết không? Nè, mỗi lần làm nhắn mắt vô mình. Rồi rồi rồi, tiếp. Tiếp cái lý. Rồi, cái dây này nha. Lúc mà ra cầm cái quạt. Đi. Đúng rồi, chính xác thì đúng rồi. Đi về luôn. Tặng có mình. Đi về đi em. Tặng quà rồi mà. Nói vậy thôi, một em trả lời rất là hay luôn. Tại sao em lại biết cái dây đó vậy? Dây gì vậy? Nhưng mà anh chưa bao giờ đóng dây đó. Bữa mặt chụp hình thôi. Nhưng mà em đã đoán được. Có nghĩa là có dây gì nó ấn tượng với các em rất là nhiều. À, em có theo dõi đúng không? Mà sau đây tặng cho em cái này là cái món quà anh cực lắm á. Chụp hình thôi, không biết mà. Anh thích nói với em. Tên cao đẳng nè. Cho chẳng bằng khen á. Thưa quý vị, giống lễ trao tặng nhà thầy thương. Tươi quá vậy chị. Mà cắt ta. Mà để ra nào em biết chứ sao em không biết sao mà. Ủa đừng cười mấy em mới quay mà. Mọi người hãy cua chuột đi cua. Ê, sao em không nói gì chị? Em ơi, phải nói em nhận món quà. Em nói với mọi người đi, cảm thấy thì sao? Nãy giờ quay không mà rất là trời nha. Mặt có vui không? Vui. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Và bây giờ tiếp tục nha. Chơi tới chừng nào? 5 món quà hết. 5 món quà. 5 món quà đúng không? Nãy giờ mới hết một món quà rồi đó. Trời ơi, cái dây này nó viên thẳng luôn. Nội địa ơi. Vậy nè. À cũng như là nó về cầm hình rồi, nó nói chung với em mà đó phải không? Bị thảm lắm. Mọi người anh đang khẳng trương đón nha. Còn Trâm trốn dưới luôn đi Trâm. Trời ơi, đâu mà ngồi trong hốc, bà lượng hốc còn có ai chứ, nó trốn dưới mình nên đừng nhận cái dây này đi về gặp vợ mình. Rồi tiếp. Làm vợ mình. Đúng không? Về gặp vợ mình. Xong rồi cái làm vợ mình. Phải gặp vợ mình có làm giờ mình có bầu. Phải vợ đẻ. Vợ đẻ. Sao nữa? Bạn này vợ, bạn thấy vợ đẻ vợ đẻ nè. Đó tên gì? Tên gì? Chị Ngọc Nga đó. Đó tên gì? Sắp được rồi, em cố lên. Cái gì nó quên rồi, quên tên nó luôn. Cái da gì? Nè, cái da đó nó gì? Ê, sạch lên mạng coi cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Nó, ví dụ một tấm giấy vậy, nó rách, thì cái đó kêu là cái gì? Vậy đó. Một tấm giấy nó rách. Vì trong đầu em còn cái tên tiểu thử. Tiểu thử. Tiểu thử. Tên gì em quên rồi. Đó. Lỗ tâm. À, lỗ tâm. Cái trả lời rất là hay. Cái rất là lỗ đó. Được đấy. Ừ. Cái trái rất có cái lỗ đó. Rồi lên luôn là. Rồi như quên đi lạch đó. Em mua giải. Nè, tặng cho em tấm hình rồi về chỗ luôn. Ủa, tặng hình thì không tặng quà chứ. Có quà luôn. Dạ, tặng anh Hồng quá à. Đồ của mình mà cứ lấy tặng hoài hết sao? Quên á, đừng quên thích vậy luôn. Để dành thấp dây đó. Máy bữa nay nào nào. Máy nào chụp. Cái này không chụp được. Rồi, hai lần muốn nói luôn, nói gì. Rồi, nói gì nói đi. Nè, xin nói, phát biểu. Không, em nói với toàn thể mọi người đây, em cảm thấy nhận món quà này như thế nào, không được tối giống kỳ. Kỳ nói là vui quá. Dạ em nhận anh nhận quà này thì cho nên nó theo cái kiểu dạng người em đi. Chứ làm em đi. Kiểu như em trả lời không có đúng mà em lên nhận quà đúng không? Em muốn sẵn sẻ món quà này cho người khác, anh lấy món quà bữa hơn luôn. Có chuyện hình của em lấy không? Cảm ơn em, chúc em vui vẻ trong ngày hôm nay.
là món quà này nhớ gửi chụp cho anh coi để anh biết nó là cái gì. Bây giờ cũng không biết cái gì luôn. À, mà chúng ta chỉ còn có hai món quà thôi. Ba món quà nữa thôi. Chúng ta sẽ chuyển sang một trò chơi khác, mà chơi lẹ lẹ đi, chơi chậm quá. Mọi người chơi rất là chậm. Chơi lẹ lẹ, nhanh lên. Chết mẹ trời, cái hình nói nè. Ồ. Đây là một cái vai diễn mà đầu đời của Hải. Một cái vai mà nó rất là giỏi. Rất là giỏi luôn, múa một hồi ca ngồi chết luôn. Ai nói? Ai phát biểu? Đây. Đây nè. Không đúng. Không đúng rồi, anh đúng đâu. Tiếp theo cái khác. Đầu đời của Hải, đây là một cái giai diễn mà Hải đã đoạt huy chương vàng Trần Vũ Trang. Mà đánh công. Chính xác. Chị Phương chính xác hả? Bà đánh công. Chị Phương phải đánh công. Đó, chị Phương hay quá vậy. Hay quá, lên luôn. Chị Phương không ai biết luôn. Lên những quà. Ai biết luôn. Rồi, chúc mừng chị. Hãy nói dạ. Rồi bây giờ chị nói cái gì trước khi rồi trước khi tặng quà thì chị nói cái gì? Tuyệt là hồi nãy là buộc miệng nói thôi chứ không có ý trả lời nha mọi người. Không có ý trả lời chị đi xuống. Bây giờ ai đón à? Ai đón? Ủa gì kỳ vậy? Ủa tốt. Xin đón hả? Lên đây nhận quà. Lên đây cứ. Cảm ơn bé này trả lời. Ủa cái nhỏ này sọt vô vậy? Bé này rất là thuộc bài. Nó vừa nói là nó nói liền. Nghe chị Phương nói rồi. Nó nói gì nó đợi nghe đi nè. Phải đỉnh công. Chính xác rồi là em tặng cho em một món quà. Với lại tấm hình làm kỷ niệm. À, cảm ơn em. Rồi về đi. Rồi. Chưa chụp hình hả? Chưa chụp hình à. Ê ê, tụi tôi không chụp hình với anh luôn hả? Quên. Ờ, cái đi chơi đưa lên chơi cho nó ra xuống rồi. Rồi, đang đứng chờ xin ra đây. Rồi, nhìn qua đây. Rồi, chào chị Phương. Rồi, chào chị Phương. Rồi. Rồi cảm ơn mọi người đã đến với tiệc ngày hôm nay, à, cũng là kết thúc chương trình. Chưa. Cái đồ ăn hoài. Không cả này sắp lâu lắm rồi. Rồi nha, diễn tả cái đề này là mình không nói. Lúc đó. Trời, đôi quà cái cung mình mà tặng cái cung mình. Rồi, chúc mừng chị nói gì với mọi người đi. Không biết nói gì luôn á. Nên chị nói rồi đó. Rồi, món quà cuối cùng nha mọi người. Rồi, tiếp một vòng tròn sân khấu à, đi như là cái kia đi. Dạ, còn món quà cuối cùng chị. Ừ, kiểu vậy đó. Giống rau bán quá vậy, giống rau bán quá à. Dạ, quý vị, và đây là một cái... món quà cuối cùng nha, ai sẽ lựa một cái giai diễn dễ thương nhất. Trời ơi. Rồi ok. Cái giai này là mọi người sẽ rất là biết luôn. Cái giai này là một người không lớn, không nhỏ. Hôm bữa đó bị không có cha. Nhưng mà không cây chàng hơi xúc động rồi. Cô coi rồi. Mày coi. Đi tìm cha. Đúng rồi, đi tìm cha đó. Tìm cha. Là sao nữa? Thôi, em phụ rồi. Đi tìm cha. Hả? Cái vỏ đó là anh Hải có đóng cơ. Chiếc bóng ở quần cần.
Hầm nha. Ê, hầm 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 đi tìm mẹ. Ơ không, mẹ, hai mẹ con đi có mẹ không? Đi tìm cha. Đi tìm cha. Tố thử đăng khoa hả? Không. Tôi đón già tôi đi đón cùng. Đổ đổ khánh gì á, đổ khánh gì á? Đổ khánh đâu hả? Khánh tâm. Không phải. Đúng chút cái gì đó không phải, không phải là đồ gấp chút đâu. Dạ, đâu không biết cái gì đó, không biết ai đó chút chút đó. Đâu chia xin sầm đón hết. Ừ chứ sầm bây giờ tôi đón nè. À đón được rồi, xin sầm cái gì vậy nãy đó. Cái gì vậy? Một không bị đón hoài cái đi cái đi anh nói làm gì vậy? Tự nhiên cầm máy quay hết rồi ai đón? Đừng có đón đây, ai đón là ai quay quay. Sao? Cái gì? Dây gì mọi người ơi? Nó đã lên đi. Sợ gì đó? Không công rồi nó đi rồi sao? Dạ đúng, chị đúng rồi đó chị. Con mình chị đâu? Chị khoái cưng. Dạ không, tại vì sao không chị biết sao không, tự nhiên cái em nghe mọi người nói quá giả bộ làm rồi cho mọi người nói thôi là tặng quà cho chị đó. Vậy hả? Tặng cho chị nè, đây là bức hình nè, tặng cho mình nghe là chị nè, đó cho nằm trên tuồng đó, đó đúng đó, bánh tôm chưa chết luôn á, đổ bánh tôm, đổ bánh tôm đáng yêu luôn á. Thầm ớt cái cành cha. Ôi ta đâu có cha, nó mới đi tìm em thôi. Nó đi cành cha. Hồi nãy nó bảo làm nha. Hồi nãy nói là nó không cha đi tìm. Anh không có nói là cha nó không có nha. Thôi đừng giữ, đừng giữ. Thôi đừng có giữ mà. Không ai giữ, không ai giữ, đừng giữ. Ok, dạ. Giữ quá mắt cái giá đẹp. Tặng quà cho chị. À, dạ chị nói gì đi, chị nói gì đi. Chị cảm ơn cưng, cái món quà cưng đã cực khổ khát tròn để có món quà này. Cảm ơn chị đã trân trọng những món quà mà em đã làm ra, rất là cực khổ cho chị cực hơn. Đứa lăn lộn nhào lộn mà la lết rồi già lết quá thảm mới làm được cái này. Dạ rồi, cảm ơn chị. Chúc chị rồi rồi ok ok. Bây giờ hết quà rồi, đón chơi đi, đón chơi đi. Đón hoài, đón tới mai luôn đi. Bây giờ chơi khác đi, hết giờ rồi. Chơi khác. Chơi 12 giờ mấy rồi đó. Ăn đi kìa, cứ nói ăn đi. Trong lúc chuẩn bị thì ăn mọi thứ này đi. Mọi người ơi, à. Mọi người ơi, mọi người ơi. Đây là một cái một bức hình trong cái album mới của Hải chụp mà chưa có phòng studio, chưa có đưa file gốc cho mình nữa, là Hải đã lén lút thu cái hình này ra ngoài rồi. Cho nên là mọi người đó, nếu như mà anh trong phòng chụp á, và để nút biết anh có thấy á thì anh đừng có trách em nha, tại vì anh lâu quá. Trời ơi, em đã chụp mấy tuần rồi mà anh chưa giao hình cho em là sao? Nó để em phải lấy cái file này tuồn ra ngoài cho người ta rồi anh nói gì nữa? Dạ không có gì đâu, mới nói lời chân trọng với anh studio thôi. Bây giờ Hải sẽ tặng những cái tấm hình đáng yêu này cho các bạn gọi là kỷ niệm nha. Mình phải ghi lại và năm sau Hải sẽ làm một hình mới nữa để tặng cho mọi người. Trên đây có gọi là kỷ niệm offline sinh nhật nghệ sĩ Hoàng Hải năm 2019. Đây là chị như là chị Phương. Đây là chị có chữ ký của Hải luôn và cam lên đây luôn. Tuyệt vời không? Trời ơi, đây là một hình mới nha. Xuất sắc luôn. Mọi người có vui không dạ? Vui quá. Rồi tặng cho chị, em tặng cho chị, đây là một tấm hình đầu tiên nha. Đây là chị là người đầu tiên, bởi chị đứng đầu tiên. Đây nè, tặng cho cưng nè. Chúc cưng nhiều sức khỏe và vui vẻ nha. Tụi nó nhận hai tay, tưởng nó là lì lì lắm mới. Đẹp không? Đẹp không? Coi kỹ lại cái đi. Để tầm nằm mưa. Nè anh Hồng, giữ làm kỷ niệm rồi nha. Có FC của mình luôn đó. Làm ra cả mấy chục tấm gì đó. Nè chị, giữ làm kỷ niệm nha. Nè, hai mẹ con trai không? Dạ, để không? Ý là trong gia đình người ta nhường lại cái sự đó cho người khác thôi. Dạ, anh giữ làm kỷ niệm nha, kỷ niệm nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Hải, không tiêu rồi đó. Chúc ơi, tặng cưng nè. Coi hình khen đẹp cái coi. Đẹp quá trời, trời ơi, ốc bà. Nè, tặng bà. Này cưng nha chị. Chị. Tặng chị Nam. Rồi. Ở bằng tuổi Thảo, tặng cưng đó.
nè, soạn thảo nha, giữ làm kỷ niệm vui ha. Cầm giùm nha. Không, không ai cũng nước lấy nước nha mọi người. Giữ làm kỷ niệm thôi. Dạ, nước nha. Ừ. Ai hiểu đi ra sao? Rồi tiếp đi. Không, trả lời chút xíu tại sao thích màu trắng. Bởi vì màu trắng là tượng trưng cho cái sự trong sáng, tinh anh. Và Hải thì... Hải thiếu nên Hải thích. Hải trong trắng thế nào giờ bà? Làm gì thấy không? Bên sao nữa, rất là thiện cảm với màu trắng. Mà khi hồi nhỏ là không bao giờ thích màu trắng. Và cũng không bao giờ thích màu đen. Thích màu hồng, màu đỏ. Màu gì nổi thôi. Hôm bữa có trang bị cái phòng màu xanh đó, xong rồi xé dục hết luôn, thấy ghê quá. Bây giờ mới cảm nhận rằng là màu trắng đặc, có màu đen nữa, nhưng mà tại vì mọi người nói là chỉ trắng thôi, ối một màu thôi thì là màu trắng và mà màu đen nữa, hai rất là màu đen. Hai chú màu trắng đâu chị nè? Yeah. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Rồi sao nữa? Tiếp theo câu hỏi thứ hai. Ai đồ sẽ chọn người yêu theo tiêu chí nào? Trong 4 tiêu chí sau chị chọn không? Thứ nhất giàu có, thứ hai thông minh, thứ ba xinh đẹp, thứ tư hiền ngoan. Mình chỉ thích một người thông minh thôi. Bởi vì khi một người thông minh, người ta có làm tất cả, người ta sẽ làm ra của cải, tiền tài và người ta có thể làm luôn cả sắc đẹp. Khi mà có sự thông minh, mình thông minh, mình nhạy bén thì người đó rất là giỏi. Và giỏi thì không thể nào là người không có được sắc đẹp và cũng không có được cái gì giàu có, rồi có cái gì nữa, tiêu chí gì? Thông minh thì người ta sẽ có đủ tất cả nha. Vẫn được. Đúng nữa nè, còn nghe đúng không? Nghe Nhi, hình như là ai trả lời câu đầu đúng là câu sau đúng luôn á. Ồ, vậy là coi như là hiểu nhau quá trời luôn. Em xài cái hai câu rồi. Rồi tiếp theo là cái gì nữa nè? Hiện tại nghệ sĩ nào là thần tượng lớn nhất của idol? Trời ơi, gọi là thần tượng hả? Thần tượng thì phải là một người bự rồi. Giờ ta kiếm. Còn là nam không hả? Nữ thì kiểu như là Lâm Phương. Lâm Phương. Cái gì mà ba bốn máy quay vừa chạy tọt như vậy, làm sao mà tôi nói chuyện nữa nè. Cái này nó làm thôi. Ủa, tự nhiên mỗi người làm tôi khó quá à. Tôi không trả lời cái này đâu. Cái này đâu. Cho không được. Cảm ơn tụi mình cũng được. Thấy câu hỏi nó đi. Hai gì cháu mình đi trang nhau không? Dạ xong chưa? Rồi. Hai người lên. Xong chưa nè. Còn ai đó không ai đâu, kết quả ảnh hưởng không? Cái này có lên đâu kìa. Đúng hai câu à, còn ai hay vậy? Chưa đâu. Đi kiếm đi. Ủa, hay vậy? Con ghi vậy? Ừ, hay là con mới ghi vô? Không, con lên nãy. Trời ơi, đẹp hay quá vậy. Con hay quá, con lên nhận thưởng đi con. Rồi mấy bạn kia đâu hết rồi? Chút xíu đi. Đang chuẩn bị vô kìa. Con này chắc con dí cái chạy vòng vòng phòng. Coi nè, con nó ghi nè, nó. Không đúng gì luôn hả? Không, mất vào. Thần còn tấn beo. Sai chàng rồi. Đây là hài đâu mà. Kính thưa quý vị, và sau này sau chương trình sổ số chúng ta có hai vé trúng thưởng ngày hôm nay. Và chúng ta có mời lên sân khấu để trao thưởng cho cặp đôi hoàn hảo này. Xin mời chủ nhân của hai chiếc vé này bước lên sân khấu để nhận giải thưởng ạ. Nhưng mà ba phần quà lận nên ai trúng hai câu cũng có thể lên nhận quà nha. Dạ. Ai cũng... Ủa vậy em rồi. Bây giờ có rất là nhận quà, ai muốn lấy cái gì cứ lên lấy. Đây ba câu. Cho người ba câu lên trước. Ba câu lên trước. Vậy là ba câu với hai câu là bao nhiêu người đâu? Nè, làm tiếp giờ hai. Anh Đồng ghi tôi thích màu hồng với màu trắng. Màu trắng đồng đi chứ màu hồng. Bây giờ sao trắng đó thấy không? Mà hết đây người đúng không? Đúng người đâu. Hãy sợ người ta chê. Hãy sợ nhất là người ta chê. Bởi vì chê có nhiều cách và có nhiều
cái hướng làm cho mình tích cực và có thể làm cho mình bị tiêu cực luôn. Chê thẳng thường, mà sợ nhất là bị ai chê, không được khen lúc nào cũng vui chân á, rồi bị chê là tất nhiên sẽ rất là khó chịu, ai cũng vậy hết. Ví dụ như chị Thiện, ủa chị thấy ghê với chị Thiện ơi, nhưng mà chị Thiện vui đúng không? Bởi vì đúng chơi thôi. Ví dụ mà có thể là khi mà đúng không, có thể là đúng hoặc không đúng, nhưng bị chê là sẽ rất là khó chịu. Nhiều lúc nó chê mà đúng không, biết mình rút kinh nghiệm cũng được lắm á. Đúng rồi, nhưng mà chê có nhiều cách, ví dụ chê để học, để dạy và chê để chà đạp. Cho nên đây là một cái câu hỏi mà hãy rất là sợ. Sợ nhất điều gì? Sợ bị chê. Rồi có nói nữa không? Có nói gì vấn đề bị chê không? Nhưng mà mình có nói sâu về cái vấn đề bị chê không? Ừ, chê á mình gọi là một là phải động viên, ví dụ như là hôm nay là cái này mình thấy nó không ổn, mình có thể cố hơn cho lần sau hay không? Thấy nếu như làm vậy tốt hơn thì mình nên thử một lần. Có thể vẫn là chê, nhưng nó vẫn có cái hướng khích lệ cho mình đi lên. Chứ còn ở chê, chê thậm tệ là chê trước mặt người khác, và chê rất là nhiều lần. Chê như vậy thì làm cho người ta bị tiêu cực đi, nó không hay. Cho nên Hải rất là sợ chê ai hoặc là ai chê Hải. Cho nên mọi người cứ khen Hải đi, Hải sẽ rất là vui và thích. Khen đi, chị khen em đi. Bữa nay Hải đẹp trai quá à. Đẹp không? Chị Thuyền. Cảm ơn chị. Hải hát cũng hay nữa. Đúng rồi, đó, đây là một trong những câu mà làm cho Hải nhuý trong ngày. Đúng rồi. Rồi, mình mong muốn nhất trong tương lai là gì? Mong muốn đơn giản thôi, nhỏ nhỏ thôi, không có muốn được nổi tiếng, nhưng mà ai cũng biết tới mình. Là nổi tiếng rồi đó, được nổi tiếng rồi. Ủa vậy em tưởng rồi đâu rất là nhỏ rồi chứ. Nhỏ lắm. Ủa vậy là vua rồi, muốn gì nữa. Em còn gì nói không? Nói như vậy thôi, chứ mong muốn là mình cứ được làm nghề, mình được đóng nhiều vai mà để lại ấn tượng cho khán giả. Đối với nghề nghiệp thôi, còn trong cuộc sống thì hãy không muốn gì hết, chỉ muốn là nhà lầu, xe hơi, nói chung là cái gì cũng có, vàng cắt đầy tủ. Ước mơ bình thường, rất là bình thường luôn. Ước mơ nhỏ thôi thôi. Rất là bình thường luôn. Rất bình thường của mọi người. Chị rồi, giờ, bây giờ em hỏi chị nè, thí dụ như chị đi. Giờ chị ra đây nè. Ước mơ của chị là gì? Giàu có. Ủa thì em cũng giống chị thôi, chứ sao chị đứng chị cười em? Nói chị đứng em nói em thích vàng giọng, chị đứng chị cười em là sao? Cái đó đúng không? Rất là bình thường. Đúng không? Có làm được không? Được. Đang làm mà kết quả không ai biết. Gì chút đỉnh nè. Có luôn. Này nó vừa chút tiền nè. Trúng số hả? Trúng số. Chúng ta chào 10 ngàn với số trúng số. Chào 10 ngàn với sinh nhật luôn đó. Rồi tới Hồng nè. Bây giờ lên đây nè, hôm nay là ngày sinh nhật của em. Anh chia sẻ cái ước mơ của anh đi. Ủa ước mơ của anh nè. Biết nói gì vậy? Chị giáo ước mơ của anh á, không phải là sự giàu có, nhưng mà sự là đầm ấm như SCM giờ vậy nè, nó cũng vẫn là bình bình hoài, nó cũng vẫn là đi thời gian dài luôn, là mình không chia rẽ, đúng không? Mà phải đi lên đó là làm sao để cho Hải đó là một người cố cố sau này, thấy không? Cái tiếp tục mong muốn của Hồng á là cái sẽ tiếp tục ủng hộ Hải và ngày càng phát triển hơn. Đúng rồi, đó là vậy đó. Cái điều này Hải muốn nhắn gửi đến các bạn đang ngồi ở nhà. Đó, mấy đứa FC nào vậy? F8 có gì luôn? Đúng không? Nói gì? Không, bây giờ nó thì nói chung vậy đi. Nói chứ không có rung nè. Bây giờ mình ủa, anh đâu có rung đâu. Mình nói là thì anh nói là FC với lại giờ mấy người ở nhà không chưa đến sinh nhật của Hải được đó, là tương lai của mình sao phát triển đi lên là vẫn đầm ấm như vậy hoài, hiểu không? Là ý là có muốn thêm mấy bạn ở nhà đi là đợi nữa không, hay là ở nhà nữa? Ủa chứ anh nói bình bình bây giờ là nói vậy nè, rồi anh muốn là nó phát triển thêm nữa, mọi người lần sau sẽ đông đủ hơn và kéo nhau tụ tập nhiều hơn, bây giờ cũng như là ở nhà mình hạn chế lại, mình đi đâu mà đều đi cho gặp nhau cho nó vui, đúng không? Ý anh vậy. Chứ nãy anh nói mọi người đầm ấm nó bình thường. Ủa, vậy nè. Nói vậy nè.
Đó là có gì đó. Đừng nghe nó cũng nói gì vậy. Vài câu hỏi nữa. Hôm nay anh cảm thấy như thế nào khi đến buổi tiệc ngày hôm nay? Cái đó là anh rất vui. Thì em bỏ cái chữ hôm nay cảm thấy như thế nào đi. Hôm nay là biết sao làm FC của mình đó là tổ chức như thế này làm rất là vui. Và Hải làm như vậy đó là cũng vinh hạnh lắm rồi đó. Em làm là sao? Không phải là như là tổ chức Hải gì đó là cũng rất vinh hạnh lắm rồi đó, hiểu không? Là cho FC làm gì đó là rất là vui. Đó. Mà cảm thấy Hải thấy vui không? Vui chứ. Vui. Đó, cho nên đó, vui. Đứng đây mà la tự không vui cái là học được rồi đó, cho nên phải vui chứ. Bắt buộc. Đúng không? Vui đó, đó, đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ nè, rồi mời anh về chỗ với những câu trả lời rất là hay tặng cho món quà. Anh muốn lấy gì? Phục ngọt hay là xà bông? Lấy giờ không chạy về. Rồi bây giờ phục vấn hai tiếng ta. Tiếp phục vấn mà để sao? Nãy giờ Hải cũng mệt rồi, giờ Hải